Hello, hôm nay là thứ Bảy 19 tháng 9 2020, giờ hiện tại khoảng 3 giờ 15 chiều ở Sydney. Đây là cái vườn cây nhà lá vườn ở ngay thành phố Sydney mà có cái cây nhà lá vườn như vậy thì các có lẽ không có ai ngờ được. Dạ, không có ai ngờ được ha. Bây giờ là ngay thành phố Sydney luôn. Để Ngọc Lục quay cho quý vị xem nha. Không có tưởng tượng được đúng không? Cây nhà lá vườn. Ok. Bây giờ con đang quay phim hết cho nên đừng có nói lớn quá, nó sẽ vô nè, trong đây nó nghe đó. Rồi ok, giờ con đi tầm chậm vô, tại vì á ai đâu có ai ngờ là ở thành phố Sydney mà có cây nhà lá vườn lớn như vậy. Mấy cái gốc cây này rất là cao nè, gì thấy không đó, wow, cái tàn nó rất là cao. Thì ở đây á, là cái nhà để xe, hai cái nhà để xe. Dạ, và cái vách này á, là vách với hàng xóm ha. Đó, đồ đạc quá trời luôn nè, cây nhà lá vườn. Đây là một căn nhà của một người quen. Hôm nay Ngọc Lục đến thăm cho nên đã xin phép rồi, mình được quay cây nhà lá vườn nhưng mà không có được quay người. Không, cái gì cũng phải xin phép, phải lịch sự mới được. Ok. Cây này là cái cây thanh long á, dạ, nhưng mà cái mùa này á vừa qua mùa đông á thành ra là cái gì nó cũng héo hết trơn, bắt đầu nó trở lại mùa xuân. Hiện tại là mới vô mùa xuân, cây nhà lá vườn. Wow, đẹp quá. Này mà tưởng tượng mà cái mùa này, cây ổi nè. Bây giờ thấy cây ổi không? Ở Việt Nam có thấy không? Bây giờ á, đây là mình đang ở Sydney chứ không có phải là ở cây ổi, không có phải là ở miền quê đâu. Mà nó có cây nhà lá vườn như thế này thì không có tưởng tượng được. Bên đây là chắc là giăng lưới, giăng màng này để trồng những cái rau cải chốn mùa đông á. Dạ, hoặc là chim hay cỏ gì đó. Rồi, lúc đó là có người đang đứng cho nên mình tránh chút xíu. Quý vị Việt Nam biết đó là bên đây người ta ngại xuất hiện trên màn hình lắm ha, cho nên dù gì thì phải xin phép. Người ta không có đồng ý thì mình không có làm. Không biết cái cây này cây gì ta? Cái lá nó tàn ra như vậy rất là đẹp. Ở dưới có bóng mát nè. Lối đi về, đường về lối cũ hả? Ok. Đây. Tiếc quá, bữa nay Ngọc Lục không có làm livestream được tại vì không có cái Facebook account bị cướp rồi. Tạm thời không có Facebook gì hết trơn á, coi như một thân một mình đi đâu là chỉ làm cái video clip thôi, chút xíu nữa Ngọc Lục upload lên nha. Chút xíu nữa mình sẽ nhờ admin của mình upload lên. Rồi tại vì Ngọc Lục bây giờ không có vô Facebook được nữa. Bị chặn rồi ạ. À. Nếu mà quý vị hiểu được cái thì thông cảm cho mình. Mình bị chặn một cách vô cớ luôn. Ok, đây là cây nhà lá vườn. À quên, Ngọc Lục còn một cái kênh nữa là mình có thể để lên YouTube. Đúng rồi, quên ha, tại sao mình không sử dụng cái đó. Mình quay video xong rồi mình để lên YouTube nha. Thì cái đoạn đường mà đi vô cây nhà lá vườn từ cái bên, cái này là cái, từ cái bên hàng rào bên kia đó. Dạ, qua cái hàng rào bên đây. Ra đây là thấy mát liền quý vị. Mát vô cùng mát luôn. Qua cái hàng rào bên đây này là cây thanh long không á. Ủa, mai mốt mà nó ra trái một cái ăn không kịp á, ăn không kịp thì bán. Ở này là đường đi nè, đường về lối cũ nữa, thêm một lối đi nữa. Ở đây mình xây lại cái hướng này thì là cái hướng bên cái nhà nãy mình quay đó. Ở đây có nhiều chanh quá nè, cây chanh đó thấy không, giờ thấy cây chanh không, mình quay trái chanh cho coi nè. Nó kêu là lam, ui sao nó, xin lỗi, nó bén quá, cái gai của cái cây thanh long á nó bén quá, nó đâm cái đau quá. Đây nè, cái chanh này nè, thấy không, nó lam, tiếng Anh á nó kêu là lam ha, chữ E L rồi L, nói chữ L L người ta nghe, người ta nói mình nói bậy nữa. L rồi chữ I rồi M rồi chữ Y, L rồi chữ Y ngắn, rồi chữ M rồi chữ E là chữ lam, nó là chanh. Còn còn mà cái chữ chanh mà lemon á thì nó màu vàng, cái vỏ nó dày hơn, nó có chữ lemon này này, nó màu vàng giống vậy nè, mà nó lớn hơn là cái lam. Lam thì cái nước nó thanh, nó dịu, nó màu vàng giống vậy nè ha. Mà cái này trái nó rớt xuống rồi. Cái này toàn là lam không mà chứ không có lê mình. Nó dày mà nó cứng, nó không có nước nhiều bằng cái lam. Ok. Bây giờ mình đi luồn luồn về cái hướng cũ. Bao nhiêu phút rồi ta? Được 5 phút rồi ha. Gần 5 phút thời gian rồi. Thật ra thì mấy ngày hôm nay tập sống cuộc đời không có cái account, không có Facebook, nó cũng lạ lắm quý vị. Nó cũng ngộ, đi đâu cũng đem cái máy ra làm video.
Hôm qua làm cái video xong rồi mới biết là mình bấm record đó, mình bấm quay á, rồi mà nó không có vô. Có nghĩa là mình bấm quay nhưng mà nó chưa có quay, mà mình đi mình nói xong được vài phút thời gian á thì là mình mới bấm tắt. Mà trong cái lúc mình bấm tắt á thì nó lại là bấm quay, cho nên mình lười quá thôi mình không có làm lại, bỏ luôn. Thành ra cái mấy cái quay cái màu xanh này đẹp quá ha, xanh tươi của hoa lá nè. Cái này là cái cây sống đời nè anh chị em biết không, giờ mình dục ở đâu nó cũng sống á. Mấy cây sống đời nè, mấy cây kiểng nè, cái này giống như cát cờ sao ta, xương rồng á, phải không? Phải xương rồng không nè. Mấy cây sống đời này nó dễ sống lắm, mình chỉ cần ngắt cái cành cái là mình ghim dưới đất là nó mọc à. Ước gì con người mình cũng giống như cây sống đời ha, quăng ở đâu cũng sống, khỏi cần ai nuôi, khỏi cần ai dưỡng hết. Ngọc Lục, tại sao nó như vậy? Là tại vì á, con người mà chúng ta không có nuôi dưỡng á, nó sẽ lớn lên rất là cằn cỗi. Không những vậy mà nó còn mất dạy nữa. Tại đâu có ai dạy đâu. Lý do đó mà mình phải dạy mấy đứa nhỏ từ nhỏ rất là kỹ càng á. Không có muốn cho nó lớn lên một trở một thành những đứa mất dạy, phải không? Hành xử một cách mất dạy. Khổ lắm. Cuộc đời nó sẽ khổ, gia đình nó khổ, vợ con nó khổ. Không ai sung sướng hết đó. À, đây những cái rau cải nè, xin lỗi quý vị, đáng lẽ là quay cảnh quay cây thôi chứ không có nói mấy cái chuyện không có đẹp đó. Thật ra thì xã hội mà có người xấu, có người tốt, có người đẹp, có người không đẹp. Có những cái lời lẽ nghe vô nó lọt lỗ tai, có những lời lẽ nghe vô là thấy thấy nóng rồi. Ủa cái cây này ta sao bịt lại nè ta, lý do chắc là nó có nhụy, nó sắp khai nhụy hay sao vậy. Đây là những cái chậu nhỏ 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 nè, chậu kiểng nè ha. Ôi ôi cái nhà này sao cây già lá vườn dữ vậy ta, có ai muốn có một cái miếng đất rộng như vậy ở ngay thành phố xin đi hay không hả? Hỏi câu hỏi hơi hơi bị vô duyên á. Đây nè quý vị, đây rau răm ăn với hộp vịt lộn. Wow, quá trời rau răm ăn hộp vịt lộn luôn. Còn cái này giống như củ hành vậy mà không phải củ hành đâu, cây gì á. Ok, cây nhà lá vườn. Ở đây một đống rác. Thật ra là chỉ cây cối thôi à, cỏ đồ thôi chứ không phải là rác đâu. Đó, cái này giống như cây xương rồng vậy. Ở đây cái vườn này Ngọc Lục lâu lắm rồi mới lại thăm á, chắc cũng mấy năm rồi đó, cho nên thấy nó có nhiều cái khác. Wow, bông này đẹp quá, trời ơi thiệt là đẹp, không biết tên gọi là chi, đẹp quá trời đẹp luôn à. Đây nè, cái này là video quay cho nên mình không có chuyển màn hình qua lại được đâu nhá, mình chỉ quay cảnh thôi đó, mình quay một chiều thôi chứ nó không có trở ngược là chiều thứ nhì. Dạ, Ngọc Lục không có đi qua bên kia được tại có người. Bây giờ mình trở lại bên đây. Cây đẹp quá, nó giống như hoa sen vậy ta nè, nó tròn tròn nè, thấy không? Đó, beautiful, beautiful, đẹp quá trời luôn, đẹp không? Rồi, thiệt là đẹp á. Ôi, vô cùng đẹp. Chắc là chịu không được, mình phải upload lên YouTube liền cho quý vị bà con xem quá. Xong rồi cái mình gửi cái clip này nè, qua cho admin của mình á, họ để lên. Mình gửi qua email á, cái cổ lót lên nè. Người này rất là tốt. Người ta không có bao giờ lợi dụng cái account của mình để làm bậy bạ đó, biết không? Nên mình có những cái sự tin tưởng tuyệt đối. Những anh chị em nào mới vô chưa có nghe kỹ đó thì Ngọc Lục nói lại ha, là mình không có account, mình không có Facebook để mình làm livestream. Mình làm này tạm đi, mình quay video như nè. Thì cái đoạn đường nó như vậy đó anh chị em, nó có thể là mình nghĩ chắc khoảng là 60 mét á, 60 mét dài á. Đẹp dễ sợ đẹp luôn. Thôi, bây giờ 9 phút 20 rồi. Ngọc Lục ngưng ở đây đi ha, không có để qua quá 10 phút. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.